chào tất cả các bạn, mình là Annie đến từ công ty tư vấn du học Inspider Education. Với nền giáo dục chất lượng thuộc hàng top châu Á, du học Trung Quốc hiện nay đang trở thành một xu thế mới trong giới trẻ. Hàng năm thì chính phủ Trung Quốc cũng chào đón số lượng đông du học sinh quốc tế đến đây học tập và nghiên cứu. Tuy nhiên không phải vì thế mà việc xin visa du học Trung Quốc trở nên dễ dàng. Trong video clip ngày hôm nay thì Annie sẽ nêu ra những lý do phổ biến nhất dẫn đến việc trượt visa du học Trung Quốc. Hãy cùng tìm hiểu nhé! Lý do thứ nhất đó chính là hồ sơ chuẩn bị không kỹ càng. Trước khi nộp hồ sơ xin visa du học Trung Quốc để xét duyệt thì các bạn cần kiểm tra thật kỹ tất cả các loại giấy tờ cần nộp trước khi nộp xin visa. Nếu một giấy tờ nào đó quan trọng bị thiếu hoặc hồ sơ của bạn chuẩn bị quá sơ sài thì hồ sơ của bạn sẽ dễ bị mất điểm trong mắt nhân viên đại sứ quán hoặc lãnh sự quán và họ có thể đánh trượt bạn ngay lập tức. Lý do thứ hai đó chính là hồ sơ thiếu hợp lý. Các bạn phải đảm bảo rằng tất cả các giấy tờ chứng minh tài chính đều phải minh bạch về nguồn tiền trong tài khoản ngân hàng. Ngoài ra thì kế hoạch học tập tại Trung Quốc của các bạn phải rõ ràng để chứng minh mục đích đến Trung Quốc của các bạn là để học tập. Bên cạnh đó, nếu bất kỳ một loại giấy tờ nào trong hồ sơ của bạn không hợp lý hoặc không khớp với nhau thì nhân viên lãnh sự quán hoặc đại sứ quán cũng sẽ đánh trượt hồ sơ của bạn. Lý do thứ ba đó chính là form khai xin visa khai sai hoặc không đầy đủ. Form khai xin visa cũng là một trong những loại giấy tờ quan trọng trong hồ sơ của bạn. Bạn phải đảm bảo khai đầy đủ và chính xác tất cả các loại thông tin trong form khai này. Nhân viên lãnh sự quán hoặc đại sứ quán sẽ biết cách xác minh những điều bạn khai trong form khai là đúng hay sai. Cho nên nếu bạn bỏ trống một chỗ nào đó hoặc khai sai một thông tin nào đó thì đây cũng sẽ là lý do bạn bị đánh trượt visa du học Trung Quốc. Và lý do cuối cùng đó chính là phỏng vấn không tốt. Thông thường những bạn chưa có kinh nghiệm phỏng vấn xin visa sẽ dễ mất bình tĩnh và lúng túng khi trả lời các câu hỏi của nhân viên, đại sứ quán hoặc lãnh sự quán. Cũng có thể là bạn không nắm rõ các thông tin trong hồ sơ của mình dẫn đến trả lời sai hoặc không khớp với những thông tin này. Điều này sẽ dẫn đến việc hồ sơ xin visa của bạn sẽ bị đánh trượt 99%. Trên đây là những thông tin cần thiết về việc xin visa du học Trung Quốc mà các bạn cần phải lưu ý. Annie hy vọng rằng sau clip này thì các bạn sẽ có được những kiến thức bổ ích để chuẩn bị một bộ hồ sơ xin visa du học Trung Quốc thật hoàn hảo. Nếu các bạn có thắc mắc gì về du học Trung Quốc cũng như du học các nước khác thì các bạn có thể đến công ty của Annie tại Tòa nhà Nam Việt số 9 Phan Kế Bính, phường Đa Cao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc các bạn cũng có thể gọi theo số hotline 0943 556 128 hoặc liên hệ qua email info@inspiredoedu.com. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.